tiếp nối chương trình, hội trưởng Phạm Hưng và hội trưởng Nguyễn Út sẽ lên gửi tới các quý vị một ca khúc rất là dễ thương. Ca khúc đó là ca khúc Như Đã Giấu Yêu. Xin các bạn một tràng pháo tay để cổ vũ cho hội trưởng Nguyễn Út và Phạm Hưng. Phạm Hưng xin hát bài tặng các bạn, xin tất cả các bạn là tràng vỗ tay để cổ vũ Út Nguyễn Phạm Hưng nhỉ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong đôi mắt em anh là tất cả. Có phải thế không em? Là nguồn vui, là hạnh phúc em giấu yêu. Nhưng anh gì mình gặp nhau lúc anh chưa giang mùa và anh chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên khung cảnh hoa mộng ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn. Anh đến với em với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau một lần, cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em anh là tất cả. Có phải thế không em? Là niềm vui, là mong ước trong thoáng rơi. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau như đã dấu yêu từ thuở nào. Các bạn mình ơi, không có cuộc vui nào bằng cuộc vui hôm nay, không có tình cảm nào, tình bạn nào trọn vẹn và đẹp như tình cảm Mậu Thân 68 của chúng mình. Để thể hiện ca khúc này gửi đến các bạn Phạm Hưng và Nguyễn Út, không biết nói gì hơn, xin rất cảm ơn các bạn Mậu Thân 68 trên mọi miền tổ quốc rất nhiều. Lòng là như đã dấu yêu.